Em hỏi thăm một chút, mình ở trên cái đất của nghĩa địa này, lúc mà chị mới về chị có sợ Mới đầu thì sợ không? nhát hoài chứ gì, Nhát hoài luôn hả? bị nhát hoài chứ gì. Nhát Mới sao đầu thì chị? sợ lắm, Nhát sao chị? thấy bà lão mà ở cái mã bể đó, Sắp cho ngủ luôn. ở cái mã bể đó thấy Cái không, mã ngay kế bên hông mà nó bị bể một giống người ta lấy cốt rồi đúng không, hay mà là không có lấy cái mã đó mỏ nó là còn nguyên? mấy chục năm rồi á. Hồi Ồ. thì đêm đó chị nằm chị thấy bả ngồi vậy, mà không phải cái kiểu mà ngồi đứng, mà cái kiểu đang nằm dưới là bắt đầu tự nhiên nguyên cái xương cốt của bả đó. Khi bả lên mà tóc thì bạc trắng mà bới vậy nè, À. mình nhìn thấy bả là chị nhớ tới Bạch Cúc Tinh liền á, tại À, cái bộ xương không hình à. dung luôn. Cái bả bước vô nhà, bả đi vô nhà chị, bả kêu trả chỗ cho tao, cái gió đâu trong nhà lùa đó, À. lùa ra quá trời luôn. Bả vịn cái cây cột là cái người bắt co như con tên, Nói ốc. nổi giật nổi ốc cục Tôi nói ốc nãy giờ luôn. the dựng ghế hết trơn là anh Nổi thành mà chưa mở mắt da được. gà luôn. Giữa trưa đi vào cái nghĩa địa này mà thấy một cái bức tượng đầu người của một ông thổ thần. Đây là một cái nghĩa địa của người Hoa. Nhìn cái muốn điếng hồn. Xin chào, rất vui được gặp lại quý khán giả trên kênh Chú Củi Vlog. Kính thưa quý khán giả, lúc này thì Hậu đang có mặt tại một cái nghĩa địa của người Hoa. Thì lúc trước mình có chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn một số hộ gia đình họ đang sinh sống ở trong len lỏi vào trong cái nghĩa địa này. Hôm nay có dịp đến đây mình sẽ giới thiệu thêm về những cái câu chuyện mà những cái người người ta sống ở trong đây mang tính chất rất là tâm linh. Họ gặp được những cái người âm khi mà họ sinh sống ở trong cái nghĩa địa này. Thì xin mời quý khán giả chúng ta cùng nhín chút thời gian ha, để đồng hành với mình, để đi thăm cái gia đình của chú Tư. Lúc trước mình có chia sẻ cho cô chú anh chị, thì hôm nay không biết là có chú Tư ở nhà hay không ha. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, lúc này mình đến bất ngờ cho nên là không có gặp được chú Tư. Nghe nói là chú Tư đi về Sóc Trăng để mà thăm một người em họ của chú đang bị bệnh ở dưới. Thì mình có gặp được thím Tư. Hôm nay mình sẽ nhờ thím Tư chia sẻ về những cái câu chuyện tâm linh mà trong thời gian đầu thím về đây thím ở trong cái đất nghĩa địa này đã từng nhìn thấy ha cô chú anh chị. Lý do vì sao mà đứa con của ông lại nhảy nhảy cầu? Không biết nó, tại vì lúc đó ổng ở đây rồi thành ra không biết dưới nó buồn gì thì không biết. Là con gái rồi. Dạ, gái mà nó nguyên trai rồi đó. À, con gái tức rồi, đứa là con thế gái. giới thứ ba. À, đúng rồi. Có nghe chú Tư kể thì nghiệp lắm, ông Mà buồn ông không biết khóc. sao mà làm vậy đó. Có nghĩa là do, một là do buồn về chuyện tình cảm, hai nữa là chắc là do cha la vầy ấy, đúng không? Đúng Đâu rồi. có, trời ổng cưng nó còn hơn gì nữa. Ông có nói con là đôi khi ông giận ông la đó, nhưng mà mình nghĩ dại dột quá. Theo không phải là ông la đâu, mà có khả năng là do nó buồn về cái chuyện tình cảm ở ngoài đường á. Nó chuẩn bị đi Mỹ mà lúc đó là giấy tờ nó À, xong hết trơn rồi, vậy nó luôn chuẩn bị là bay thôi, hả? À, mà trời không ơi. biết chuyện gì của nó. Vậy là có người giữ lại. Nghe lên cậu Cần Thơ nó hút hết một gói vét, nghe người ta nói là vậy đó. À. Chứ lúc đó ổng đang, lúc đó ổng đang làm ở dưới, cũng làm dưới, ông lái xe cút dưới á. À. Rồi chị lúc đó chị bán ở ngoài đường, rồi mướn mặt bằng bán ngoài. Cái tự nhiên bà bạn bà điện lên, bà nói là ngập chết. À, Cái nghe xong cái chị mới chửi bà nói trời, chị nói bậy bạ, trời tự nghe nhiên nói ngập con thanh. nghe đột ngột quá. Cái xong cái bà nói trời ơi, gùm bé hết trơn rồi kìa, ở Cần Thơ đó, À. mày mày không tin thì mày đi qua. Xong mới điện cho ổng, điện hoài điện ổng không bắt máy. À. Lúc đó là ổng bối rối quá, ổng đi nghe nói là ổng đi nhận xác, ổng bỏ cái điện thoại lại. À. Rồi xong cái con dâu của vợ ổng á, tại vì mẹ của con bé này là có một đời chồng trước có ba đứa con. À. Rồi xong mình dâu của bả nó mới bắt máy, nó nói chị ơi, cậu đi nhận xác bé Ngọc rồi. À. Lúc đó là mình mới biết là thiệt đó. Là bé đó năm lúc mà mất là mới 20 mấy tuổi. 27 tuổi. Trong nhà có hành cái gì À, nè, chút vô đốt nhang cái sao mà tội tự ghê, nhiên suy nghĩ gì nó hơi dày dột quá. là ốc chế giới luôn, không biết chuyện gì luôn á. Là chị sẽ hỏi là chú về là chú có lên nữa Lên chứ, không? về ông lên nó Vậy chứ. là về chắc có việc gì đó thôi đúng không? Thì sáng thì con đi công chuyện, sẵn ghé đốt nhang thăm mộ Thằng của em em ổng Trung. bệnh, em rể thứ năm á, ổng thứ tư, em thứ năm, nghe nó bị tai biến gì đó. Hổm gầy cũng là tính đi về thăm rồi, mà tại vì mắc ngủ dữ quán thằng ta đó. Là chị ở chung với chú ở đây là 23 20 mấy năm rồi, đúng không? Về ở chỗ này khoảng
khoảng mười mấy năm, mà còn lúc mới đầu vô là hai đứa đi công trình thôi, Sống theo công trình sống theo công trình thế. Vậy cũng là theo như con đoán là chú ngày xưa đi làm công trình xong quen cô làm ở công nghiệp Hòa Phú rồi cũng vậy hả? đúng không cô, đúng không Đúng rồi. anh? Ngày xưa là cháu nghe chú đi làm công trình Lâu xong quá là giờ chú quên, đâu xong là biết gặp chú mới ổng ở đâu. xong là chú mới quen cô, xong là hai người mới mới quen nhau xong mới đi làm công trình đúng Không biết không? đánh ông từ lúc nào. Để coi nha, cũng nhận Cho em hỏi thăm một chút, mình ở trên cái đất của nghĩa địa này lúc mà chị mới về chị có sợ mới đầu thì sợ nhát hoài chứ gì, nhát hoài luôn hả? bị nhát hoài chứ gì, Nhát mới đầu sao thì chị? sợ lắm. Nhát là sao chị? Ở đó cái trời có chút xíu hả, cái bằng cắt bằng cái chàm á, cột chàm á, chàm nhỏ nhỏ à, Chòi tạm á. là kêu bằng cái chòi, Ngày xưa là chỗ này là cái chòi, lúc đấy Ngày mới xưa về chỗ là này cái như là chòi. bãi cát không? Đúng Bãi gác, rồi. bãi gác rồi mới hốt cái bãi gác đó đi, hốt cái bãi gác đó đi mới cất lên ở. Nói chung là cũng có nhà cửa đàng hoàng chứ không phải không có, nhưng mà ở chung với ba mẹ đó, cho nên là ba mẹ khó quá, đi với mình cũng đi tùm lum hết trơn, đi công trình tùm lum hết trơn. Rồi thôi ra để ở cho nó thoải mái, Dạ. có chút xíu hả. Rồi mới gặp chú là ra đây tắt cái Không, túc gặp đường. gặp là đi công trình, gặp ổng là hai người đi công trình lâu dữ. Rồi cái lúc mà đầu tiên, cái đêm đầu tiên mà chị về đây chị ở đó là lúc đó là đã có nhà chưa? Nhẹ hả? Có cái chòi chưa? Chữa đó đâu là cái bãi rác chị hốt đi. À có nghĩa là lúc đó là mới về đây là cái chỗ này là cái bãi rác rồi mình hốt đi. Rồi là cái đêm đầu tiên chị ngủ đây chị cứ gặp cái chuyện gì Không, qua mấy ngủ ta tháng trời mới thấy, là thấy chuyện gì chị? thấy bà lão mà ở cái mã bể đó, Xác cho ngủ luôn. ở cái mã bể đó thấy Cái không, mã ngay kế bên hông mà nó bị bể một giống người ta lấy cốt rồi đúng không hay mà là không có lấy cái mã đó mỏ là còn nguyên á. mấy chục năm rồi á. Ồ, Tại cô. vì cái anh con của bác Xu là nhà lúc trước anh ở đây mà, Dạ. anh kể là anh sống từ nhỏ, anh đó ảnh năm nay anh cũng 60 rồi, sáu mấy gì rồi. Dạ. Anh nói là từ hồi anh từ nhỏ tới lớn là anh chưa thấy ai lại mà thăm viếng cái mã này chứ, À. nhiều khi là thân nhân người ta đi xuống xa hay lạc ở đâu rồi đó Dạ. không có lại viếng. Thì đêm đó chị nằm chị thấy bả ngồi vậy mà không phải cái kiểu mà ngồi đứng, mà cái kiểu đang nằm dưới là bắt đầu tự nhiên nguyên cái xương cốt của bả đó, khi bả lên mà tóc thì bạc trắng mà bới vậy À. nè, mình nhìn thấy bả là chị nhớ tới Bạch Cúc Tinh liền á, lại Ừ. cái bộ xương không ha, Mình dùng À. luôn. trong phim không ấy đó, Trong phim Tây Du Tây Ký. Thiên á, Tưởng tượng giống vậy. y gan vậy đó. Cái bà bước vô nhà, bà đi vô nhà chị, bà kêu trả chỗ cho tao, mà tự nhiên ở trong nhà cái dưới thấy hai mẹ con đang ngủ mà con bé nó có chút xíu à, cái gió đâu trong nhà lùa đó, lùa ra quá trời luôn, bà vịn cái cây cột là rồi cái người bà coi như con tên, cũng như bà vịn bà đi vô á, mà gió thổi á, Có giống là bà yếu quá bà viêm cây rồi bà đi vô nhà không được. gió nó thổi ra bà đi vô không được, bà có vịn cây bà đi vô mà nó bà coi là như con tôm vậy đó. Mình nhìn nó nguyên là cái bộ cốt, cái bộ xương là Bộ xương trắng biết đi, phiếu luôn. bộ xương biết đi. Cái nó trời ơi, con đâu có lấy chiếm chỗ của bà đâu, mà con hỏi chú xây rồi con ở đỡ chừng nào ban cần con trả cho, nên năm năm ba mà giết khôn lắm nha, tại đó cũng cam kết với ông trưởng ban này vậy đó. Lúc mới cất lên nó là người ta công an người ta vô với ban vô, người ta đâu có cho cất, người ta sợ mình ở rồi mai mốt mình đòi bồi thường giống như mấy nhà kia người ta ở lâu năm rồi, còn mình mới về. Cái mới nói trời, chú mới ra làm giấy cam kết, mới nói chú ơi con là đi công trình mà cũng đem về mình cất, rồi cái lấy cái miếng cao su bỏ công trình đó mình đem về mình lợp lên, vừa lợp vừa dựng vách luôn á, chỉ có cột là mua chàm thôi chứ ngoài ra là Làm được cái gì đắp vô cái đó. nguyên một miếng bạc mình ở trên công Rồi chị trình nói nhà vậy chú là cái á. bà cu đấy là bà ấy có cho ở không? Bà nói gì không? Không, cái nói vậy đó, cái bả nín thinh à, xong cái bả cứ một hai bả nói trả chỗ thì giật mình vậy, giật mình thức dậy cái sợ quá trời luôn, sợ quá trời. Nó sáng mới kể cho người ta nghe, kể xóm rồi nè, có cái chị kia giờ chị mất rồi, chị nói chị mời á, mày 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 12 giờ trưa á, mày mua con cá lóc á, mày làm mâm cơm lấy cái đầu với cái đuôi con nhỏ thôi, nấu miếng canh chua chứ còn cái mình nó khô khô đem ra đó cúng bà, làm y như lại bà đó nói vậy đó nha, là không bao giờ nhìn thấy bà đó nữa, Từ đó cho đi không thấy nữa. không thấy nữa. Cái sau gặp một con bé nữa, con bé ngay có cái chòi mà Trần Giả ở đó, Dạ, rõ ràng. con bé mà ở cái mộ bia mà Chị biết đó không? không có biết tên, mà cái mộ bia mà trắng đen mà Rồi tóc rồi, ngang ngang vậy dạ. nè, Chị đã bị tai nạn giao thông.
theo theo kiểu ngày xưa đó nha, bạn Chị áo dài kiểu ngày xưa đó chắc đang nha. học sinh mà, đúng rồi, Ờ đúng rồi, chắc học nó sinh 13 đó, tuổi. đúng rồi. Chị đó cái Linh ghê lắm á. Ừ, chú thì mình chỉ. cái tại vì cái nhà chị nhỏ cho nên cái giường nằm ngay cái cửa Dạ. mà nó thấp chủng mà, cho nên cái mùng của mình á là nó đụng cái nóc nhà luôn. Dạ. Rồi cái bóng đèn đó, nó xài cái bóng đèn 3 tấc á Ừ. thì để trên nóc mùng á. Rồi dưới đầu giường á là cái tivi, À. cái ngủ để cái điện thoại với cái đầu móc gì nè, lỡ nó có cúp điện thì mình cầm được cái điện thoại. À. Mà chị ngủ là chị để đèn, nhưng mà khi mà tắt đèn là chị ngủ không được. Dạ. Mà đang ngủ tự nhiên bóng đèn tắt là giật mình liền, mở mắt ra mở không được, À. mở mắt không được. Mà cái cảm giác của mình nhìn thấy cái nút tivi nó còn đỏ À. là nó có điện chứ không phải là cúp điện. Cái ghế mình còn còn nhận thức được. À, là tỉnh rồi nhưng mà con mắt mở không ra thôi. Cái nó nói tôi cúp điện bà, tôi mới vô nhà bà, À, ghê. nói vậy luôn nghe. Cái nói vậy mà cho tao số rồi tao khổ quá. Ông mới tao kêu ông Khanh thức dậy à, thì ông Khanh nằm bên đó mà khiêu ổng mà khiêu không được À. là biết Là ổng, nhưng là mình biết gặp ma luôn rồi đó. Nhưng mà khiêu ổng mà khiêu được, cái tay đâu có quơ lên được đâu khiêu. à. Cái nó nói tôi đọc mà bà nhớ được thì bà nhớ, bà không nhớ được thì thôi. Nó đọc lẹ quá cái mới nói nó mà đọc như sao tao tao nhớ kịp. Mới rượt nó chạy, nó bận áo dài trắng nghe mà À. tóc ngang như nè, Ừ. nó chạy mà nó chỉ giỡn, nó cười thôi chứ nó không có làm gì mình. Chạy vòng ra đằng sau có cái cục điện bên hông đó ha, Dạ. đường này đi ra có cục điện nè, là nó tắt bom đó mất tiêu. Kéo dỗ cái một cái nhà con càng giả nữa. Ừ. Là nó ở cái chỗ Là này, nó mất đường này tiêu nè, luôn. là sau lưng nhà chị có cái cục điện á, Tôi xíu ngàn chỉ cho cái mộ đó. cái xong cái nó mất tiêu luôn. Ừ. Cái mới kêu anh Khanh anh thức nói giật nổi ốc Tôi nói ông nãy giờ luôn. cục thì dựng ghế hết trơn. Là anh Thành Trời. mà chưa mở mắt Nổi được. da gà Đó, rồi. anh Khanh Ngồi nhớ anh còn xa. anh thức vậy, anh mở điện lên coi, ổng nói cúp điện rồi. Ông nói Wow, ờ cúp điện ổng thiệt luôn là không có cúp điện, hồi nha. đó xài là xài cái công tắc á, À. cái công tắc điện gắn thẳng vô cái đèn nè, Nhìn da mà gà chị thì nổi không hết có đi. mở con mắt ra được. Cái chị nói cái tivi nó còn đèn là nó không có cúp điện, ông chỉ cần ông đụng vô cái bóng đèn là nó cháy. Tại vì chị nghiêng về tâm linh lắm, tin dữ lắm. À. Cái ông vừa đứng lên là đứng cũng đâu có thẳng đâu, là nó đụng cái nóc mùng rồi, tại Dạ. vậy tại vì cái nhà thấp mà. Cái trời nhỏ. Ừ, ông chưa kịp đụng vô cái bóng đèn nữa là điện nó bật lên sáng giới lên. À, ngủ. Ê Lúc đó chị mới tỉnh đấy đúng. đã tỉnh rồi nhưng mà chỉ là con mắt mở không ra thôi. À. Cái mới nói ổng mở mắt ra ổng nói cúp điện rồi em ơi, nó không có cúp điện. Tôi nhắm mắt mà tôi còn nhìn thấy được cái tivi mà nó còn cái nút đỏ. Ừ. Đây là dấu hiệu của đúng không? Không, chị Wow, nhắm ngang mắt nha. cỡ nào À. với giác quan của chị cũng nhìn thấy cái bóng ở ngoài nó trơn á. À. Thấy á. Tính rồi nha, cái dế còn mơ mơ mà. À. Rồi rồi chị có nhớ cái số để chị đẩy nhau Không, không? Không nhớ luôn hả? nó đọc cái gì một dãy một cái kiểu nó chọc mình Chắc á, là giỡn mà, giỡn giỡn lộn. đó. À. Xong cái tới sợ ma thì sợ ngồi xô xuống đây. Ồ. Rồi xong cái đâu cỡ chừng tháng mấy 2 tháng gì đó, cái mấy người ở đâu người ta lại người ta cầu cơ cái thằng mà chết 24 tuổi đó. Dạ. Cái lúc đó cái chị đồng ở xóm nhau sớm này đi ra ngồi trọ trần giả đó, ăn nhậu ở ngoài đó đó, thì xuất hiện là ra ngồi coi người ta cầu cơ đó. Xong ta cầu cơ về cái bắt đầu mới kể vụ ma ma. Cái chị mới kể con nhỏ đó đó. Ông chàng già ông nắm tay ông ra ông chỉ rồi, phải nhỏ này không? Chà chà, tôi thấy tôi Mở bỏ chạy về một nước luôn. có nghĩa là thấy đúng y chang luôn đúng không? Y Đúng chang rồi. nó luôn. Mà đâu phải là cái mộ bia nó đâu phải là, tới đợt giờ là không 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 dám nhìn luôn á. Như là cái mộ bia nó đâu có phải là mà cái gì kia bằng men hay đá gì đâu, phải không? Giống như thạch cao hồi xưa đó, xi măng chứ, nhưng Xi mà măng á. để xi măng nhưng mà nó loại trắng đen hồi xưa, À, thành mà trắng hình đen. hình trắng đen mình vậy mà làm sao mà in vô trống luôn vậy, À, hay vậy. chị đó là lớn hơn em tuổi nhưng mà đúng ra đó là mình kêu học sinh. Học sinh ngày xưa đi Nói học chung rồi lúc bị mất tai nạn là cúp mới có mười mấy tuổi thôi, 13 13 tuổi tuổi. thôi. 13 đâu, Nhưng cái mà đó bây lúc mà 11 hay 13 gì đó. chị thấy là dáng thiếu nữ rồi nha. Thì mười mấy Con tuổi nghĩ là là cũng là thiếu chắc nữ rồi. lớn. Chị thấy là thiếu nữ rồi Bây đó. giờ là hôm trước con em chàng giả nói cái người mộ của chị Tên Bích hả? Bích đó là dạ, tên Bích. Giờ còn ngoài đó. Rồi từ hồi đó đến giờ chị có gặp lại lần nữa Không. không? Cái tấm hình đẹp lắm. Đúng Mình nhìn rồi. vô là mình thấy ấn tượng tấm hình liền nhưng mà con cái là rất là À. linh. Rồi Chỗ mới thì mình chỉ. Ông chàng giáo nói này nè, trời lúc anh mới cắt cái chầu lên nó cũng Đúng nó dễ giỡn anh hoài rồi. à, Hiện ra luôn. hiện Giống ra kiểu giỡn buồn anh không có ai hoài. chơi cho nó là mới giỡn giỡn với mọi người xung quanh thôi Với đúng lại không? còn đồng trinh nữa mà chết kiểu như. Theo mà trong cái giấc chim bao mà chị thấy cái cô đó ha, là cỡ khoảng 17 16 17 tuổi gì đó, là học sinh đó, Dạ. bận áo dài màu trắng. Dạ.
Tao đang dài màu trắng mà. Nghe mà dẫn dẫn ra gà luôn. Mà nếu chị... mà nếu mà chị sợ ma thì chỗ đâu ở? Ừ, tính ra mình cũng nể phục những người sống ở đây. Tại vì lúc đầu nói chung là nói không sợ là cũng không có đúng, sợ dữ lắm, sợ luôn, nhưng mà cùng đường rồi ha. Ừ, cùng mình đường. Không có chỗ ở cho nên mới phải ở thôi đúng không? Thì phải ở thôi. Thấy thương mấy người gì? Rồi là thấy hai lần vậy đó. Thấy hai lần luôn, lần thứ hai là một lần bà cụ với một lần cô đó đó. À, rồi còn thấy lần nào đúng không chị? Không. Nghe mà thứ nhất là nghe vừa hấp dẫn là cái chỗ vừa chỗ Thiên Tư ngủ là cách cái người mộ bà cụ hình như là chưa được mấy để chỉ cho mọi người coi cái chỗ mà cái giường ngủ và cái mộ bị để bà cụ đúng không? Đi đường này dễ hơn. Đây này chỉ cho mọi người coi để cho em đi vào trong này xíu nha. Đâu cái vách đó là cái vách nằm ngay đó thì cái mộ nằm bên hông đó sát luôn. Cái vách nhà là nó đụng những cái ngôi mộ như thế này luôn nè cô chú anh chị, nếu mà ai dạng vàng mới dám ở. Đây là cuộc sống của mấy người sống ở nghĩa địa này cô chú anh chị. Cặp vách nhà là mồ mả không gì nè. Thì những ngôi mộ cặp vách như thế này là nãy giờ Thím Tư đang kể đó cô chú anh chị. Nhà cặp vách với mấy ngôi mộ luôn. Nè. Cái này là ngôi mộ của bà cụ. Cặp vách buồn ngủ luôn. Này cái mộ của ông cũng cặp vách luôn. Con ở đây người ta trồng rau củ quả này kia ở trên những ngôi mộ như thế này để mà mưu sinh sống hàng ngày. Đây nhà bà con người ta cũng xung quanh là toàn mồ mả không. Ê, trời ơi, chị chạy ra ghê. Dạ. Khu này nè, để em tìm. Trong bụi cỏ này hay gì nè. Xưa là cây. Mẫu của chị Bích nằm đây hả? Đúng rồi. Chừng với giò anh hay gì đó. Có hình. Không sao là biến mất tiêu rồi. Dạ em không nhớ chỗ nào luôn à. Có một cái màu bia. Lúc ông Trần Giả không còn sống ở đây là ông... Đúng rồi. Ủa vậy là cái mộ, cái nhà của ông Trần Giả hồi xưa ở đây. Nãy mình đi phương phập vô trong quá. Đốt cho anh Phú luôn ha. Rồi chị Bích tụi em đến đây thăm ha. Đốt cho chị cái hương. Không chị phù hộ cho mấy anh em như là bà con ở đây được bình an ha. Được nghe mọi người chia sẻ kể lại là hồi xưa chị Bích là một học sinh thì đi học ở Vĩnh Long mình nè, nhưng mà không may bị tai nạn thì chị mất chôn ở đây. Năm đó chị mới mười mấy tuổi thôi, nhưng mình cũng không xác định là 13 hay là 17 gì đó không biết. Thì cái ngày xưa cái chú mà Trần Giả là cái chú Giang đó, ở trên những ngôi mộ sống trong cái chòi nhỏ đây nè. Ngày đầu tiên ổng vào nghĩa địa ổng sống thì ổng sống chính giữa một cái ngôi mộ, thì chị này hiện ra đứng. Cuối cùng thì chỗ này cỏ tùm lắm. Sau đó chú Giang mới sáng phát hiện ra được thì chị này á mới là nhớ lại cái gương mặt này sao giống cái gương mặt hồi tối hiện ra quá. À, thì mới nhớ trực lại chị này. Thì chị này thì sớm cũng có được Thím Tư kể là chị chạy vòng đó, chị dẫn với Thím Tư bên đó. À, có nghĩa là dẫn được là yeah. Có người tới ở cho yeah. Nói chuyện cho vui đúng không? Đúng rồi. Còn nhiều cái câu chuyện tâm linh về cái mộ này nữa. Cái mộ này là của chị Bích. Được biết về cái câu chuyện của một phụ nữ mà không may tử nạn các bạn thì khá là linh tinh. Ở đây chúng tôi quay và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Chúng xin phép thắp nhang cho
Được, cảm ơn mọi người ha đã dành thời gian của mình để theo dõi video. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.